Thời gian qua, rất nhiều kênh YouTube của người Việt với nội dung không lành mạnh đã ảnh hưởng xấu đến người xem. Điều kỳ lạ là những kênh YouTube với nội dung xấu này lại thường đạt được lượng theo dõi rất cao. Mỗi clip được đăng tải cũng có rất nhiều người xem. Mới đây tiếp tục xuất hiện một kênh YouTube với lượng theo dõi lên đến hơn 1,4 triệu. Tuy nhiên, những đoạn clip này lại là những nội dung không mấy thiện cảm. Kênh YouTube này có tên là HZTV, thường xuyên đăng tải những clip của một nhân vật có tên TCC, lấy danh nghĩa làm việc giúp người khác nhưng lại bằng những hành vi bạo lực, phá hoại tài sản và xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Theo dõi một clip có tên TCC đập nát ô tô thanh niên bắt nạt người già, ghi lại sự việc xảy ra va chạm giữa một chiếc ô tô và một người phụ nữ. Cả hai nhân vật này đều được che mặt và bịt kín mặt. Nam thanh niên này yêu cầu người phụ nữ đền bù thiệt hại do va chạm giao thông. Lúc này TCC lại xuất hiện. Ban đầu là can ngăn hòa giải, sau đó liền mở ô tô của mình, mang ra một chiếc gậy bóng chày và liên tục đập vào kính chiếc ô tô kia, khiến cho chiếc ô tô này bị hư hại nặng nề. Cuối cùng, TCC đã ném một số tiền gọi là tiền đền bù cho nam thanh niên kia và lái xe rời khỏi khu vực xảy ra sự việc. Ngoài ra, kênh YouTube này còn rất nhiều những clip khác mang nội dung không lành mạnh, cổ súy cho những hành động bạo lực, phá hoại tài sản. Họ dùng luật rừng để tự xử lý mâu thuẫn, chứ không có hành động báo cáo sự việc cho các cơ quan có chức năng. Theo như ghi nhận của phóng viên, chưa hề có sự việc nào tương tự như trong những đoạn video này đăng tải. Đây có thể là được dàn dựng bởi một nhóm người nào đó hòng câu view trên YouTube của mình. Mặc dù đây là những clip dàn dựng đi chăng nữa, thì việc nhân danh chính nghĩa để làm ra những hành động phi pháp luật vẫn là điều đáng lên án, sẽ tác động sai lệch đến các hành vi của trẻ mới lớn, cũng như ảnh hưởng xấu đến tâm lý, dẫn đến hành động vi phạm pháp luật của nhiều người.